dạ kính thưa cùng toàn thể tất cả các vị sau thì gian có công tác từ thiện trong buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết chẳng còn mưa gió vì vậy cho nên buổi chiều nay mình ở nhà giao cho sư huynh kia đi tiếp bên bộ đội trong thời gian ở nhà thì mình cũng cảm thấy cái thời gian nó trống cho nên thôi thì nhân lúc chống này đó mình xin được mạng phép chia sẻ một vấn đề mà hiện nay nó xuất phát từ một cái câu chuyện nghe cũng đơn giản khá là thú vị rồi sau đó mình mượn cái câu chuyện này để chúng ta nói lên tiêu đề đó à, đó là trong cái tiêu đề tính năng của hai từ được gọi là sám hối ờ à, sám hối rồi giờ đây mời toàn thể tất cả quý chúng ta cùng chúng tôi để tìm hiểu về cái tiêu đề này trong cái buổi chiều ngày hôm nay và nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật và Lê kính đức thầy tôn kính à, kính thưa toàn thể tất cả các vị hôm nay vào lúc buổi chiều thì thời gian cũng tương đối nó rảnh thì nhân cái thời gian rảnh này mình sẽ trao đổi một vài cái kiến thức mà bản thân mình thấy cũng cần nên chia sẻ với mọi người tại sao vậy là vì mặc dù vấn đề này không người đặt câu hỏi đến với mình không có người đó là nghi vấn mình nhưng mình thấy cái bối cảnh như vậy và mình hiểu được một vài quy trình trong đó hôm nay mình chia sẻ với mọi người và cái chương trình của mình chia sẻ hôm nay thì nó vắn tắt cho hai từ đơn giản là từ là sám hối thôi à, hai từ sám hối nếu như chúng ta căn theo giáo pháp của đức thầy á thì thầy nói là chữ tự hối nào ai có lạ là ăn năn cải sửa tánh lành nếu mình khen thầy mình hay á thì không có chỗ nào để mà chê phải nói là nó tuyệt vời trên mọi tình huống nhưng chúng ta cũng thấy rất là nhiều chúng ta thấy rất là đông và chúng ta thấy rất là nhiều lần và đôi khi bản thân mình cũng vậy cũng có sám hối nhưng mà tại sao thấy không hết tội lỗi <laughs> đúng không rất nhiều những người thực hiện nghi thức sám hối hành lễ sám hối lễ bái sám hối rồi vân vân và vân vân tạo nhiều cái cách để chuộc cái lỗi của mình nhưng mà tại sao vẫn không thấy hết tội lý do từ chỗ nào và hôm nay á, chúng ta thực hiện trong đời sống tu tập của mình qua cái thời cúng lại của đức thầy ở cái đoạn chót trong bài quy y mà thầy nói là nay con nguyện cải hói ăn năn làm lành lánh giữ quy y theo mấy ngày tu hiền theo phật đạo vậy thì cái kết quả này nó lại như thế nào rồi bây giờ bắt đầu là chúng ta từ từ mình sẽ tìm hiểu về cái tính năng này trong phạm trù đời sống của chính mình À, trước khi đi sâu vào mệnh đề thì à, mời quý vị mình nghe là một cái câu chuyện câu chuyện này là từ một nhân tố thật nhưng mà mình à, dựng lên một cái khía cạnh khác để chúng ta trao đổi ở một trong cái câu khác trong giáo pháp của đức thầy á thì ngài nói là bước vào chùa thấy phật lại dài lui khỏi cửa ra tay cấu xé chúng ta cũng không cần phải bằng sâu vô câu này yêu cầu mọi người hiểu là được chúng ta sẽ đang nói về cái quá trình trong hiện tại ví dụ như có một cái người bạn này anh suốt ngày chăm chút nhìn ngó soi mối mất xác và đi riêu rao lỗi lầm của một người khác tuy nhiên trong cái tình bè bạn trong tình anh em trong cái cuộc sống hàng ngày mọi người không ai quan tâm và cũng cũng không nói đến anh tuy nhiên mặc dù là không quan tâm không nói đến hành động lỗi lầm của anh nhưng mà người ta ngán người ta sợ người ta lần lần lánh xa anh từ chỗ mọi người lần lần lánh xa anh làm cho anh cảm thấy mình và mọi người đó có cái gì đó nó có khoảng cách và anh tiếp tục đó anh lại đặt lên những cái giả thiết vấn đề này, vấn đề nọ, vấn đề kia, rồi tiếp tục anh riêu rao chỉ trích đủ thứ mọi bề. Rồi sau đó anh cảm thấy mình tu còn yếu, còn nặng, còn vấn đề này kia, anh lại thầy anh lại sám hối. Khi mà nhìn thấy cái hành động đó, tự nhiên mình suy nghĩ rằng mặc dù chuyện đó không liên quan đến mình, nó ở bối cảnh của những người xung quanh thôi. Nhưng tự nhiên mình suy nghĩ rằng Vậy thì cái sám hối này là có ý nghĩa là gì? Mục đích cái lại đây lại là gì? Nếu sau khi mình lại xong Mà mình vẫn còn xỉa xối Vẫn còn môi móc Vẫn còn nói xấu, nói tốt, nói hay, nói dở Vẫn còn dính thăng vào những cái việc tệ hại Chơi bời xa qua đàn điếm Vậy thì cái lại bữa nay nó có ý nghĩa là gì? Rồi ngay xa ngày hôm sau Mình tiếp tục mình lại nữa Mình cầu nữa Vậy thì cái đó nó có ý nghĩa là gì? ý nghĩa là gì? rồi chẳng lẽ sau khi mình à, sống bằng cái tâm hơn thua hung ác đấu đá tất cả các cái rồi sau đó mỗi buổi chiều chúng ta lại tiếp tục chúng ta lại vì thì cái lại đó nhằm mục đích là gì? Rồi khi chúng ta cầu sám hối là sám hối cái gì? sám hối cái gì? vậy thì cái câu hỏi đầu tiên á khi dựa vào những cái uh, cốt kiện mà mình thấy ở nhân nhân vật đó rất là nhiều lần thực hiện nhưng mà về uh, tánh tình hành động lời nói việc làm càng ngày nó càng đi xa hơn vấn đề của ác nghiệp và nó càng đi sâu vào vấn đề được gọi là tội lỗi mà người đó uh, vẫn tiếp tục thực hiện và vẫn tiếp tục lại xâm hối ngay lúc đó mình mới suy nghĩ Ồ, vậy thì cái chương trình lễ bái và sám hối là nó bắt đầu như thế nào? Từ đó mình mới dạch ra được cái khuôn thước căn bản để chúng ta thực hiện trong cái lập trình của mình. Ví dụ hôm nay đi, trong đời sống hàng ngày khi chúng ta bước ra đường, đúng là theo giáo pháp của Đức Thầy đó, thì Ngài dạy là ai chửi mắng thì ta giải điếc, đợi cho người hết giận ta phiên chữ nhẫn quà tới để đầu tiên thì đâu có mang câu thù quán đó là trong giáo lý nha nhưng mà khi chúng ta đối mặt với cái cảnh mà thuận dần nghịch á bị hà hiếp bị nói nặng nói nhẹ đó thì lúc này mình giải đi không có được và sau đó mình về mình buồn mình đau khổ quá mình lại sám hối vậy thì ngay lúc này mình lại là lại cái gì trong lĩnh vực này lại xong rồi mình có cảm thấy khỏe không hay là xong rồi mình vẫn nhớ tới những cái hành động lời nói của những người kia đến với mình và mình nhớ những lời nói hành động đó mình có vui hay là buồn vậy thì kết quả của cái lại đó nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về đâu hay là nó chỉ đang thực hiện với một cái tinh thần máy móc và cố gắng thực hiện để cố gắng đẩy trôi vấn đề đó mà chúng ta chưa biết đẩy bằng cách nào cho nên bắt đầu chúng ta mới suy nghĩ lại cái lập trình của mình để chúng ta có cái tính năng Trong cái việc cải hối này Cho nó thân thiện hơn Bây giờ chúng ta sẽ nói về Trọng tâm của hai từ là sám hối Sám hối là gì Từ điển của Phật học đó, Định nghĩa rất là hay Tức là sám giả Sám kỳ tiền khiên Hối giả, hối kỳ hậu quá Tức là sám hối Là ăn cái lỗi trước Chừa cái lỗi sau Nghĩa là cái người sám hối đó là người này sẵn sàng ăn năn những cái lỗi lầm của mình đã từng trải qua. Và từ đây về sau cẩn thận về giặt không phạm vào lỗi lầm nữa. Vì thì mình sẽ nói thêm là trước khi người này đó quyết định lại sám hối hay là nói lời sám hối đó là người này đã thấy cái sai của mình một cách thực tiễn rồi. Đã thấy sai một cách mùng một rồi, đã tự mình cảm thấy sai rồi. Thấy tệ rồi và mạnh dạng đứng lên nói lời sám hối gọi là chiến thắng chính cái gì chiến thắng chính cái ái ngã của mình để dẹp bỏ những tư tưởng dị kỷ tư nhân và cái bản ngã của mình sẵn sàng cúi đầu trước phật và cúi đầu trước cái người mình đã từng làm lỗi thì cái sám hối này đó mặc dù là nó không cần phải quỳ trước tam bảo không cần phải lại trước Phật chỉ cần đối trước chính bản thân mình và đối trước cái người á mình đã từng phạm phải lỗi lầm với họ thì ý nghĩa cái từ là sám giả sám kỳ tiền khiên tức là ăn năn lỗi trước tức là tại vì mình thấy hành động này nè, lời nói này nè, tư tưởng này nè đã làm cho người đó đau lòng, xót dạ mất đi cái cái điều tốt lành gây hại cho bản thân họ gia đình họ và cuộc sống của họ và làm cho họ trở nên quá nhiều những điều đau khổ thì khi mình thấy có những sự sai sót rõ ràng mùng một như vậy đó từ bản thân mình á thì bắt đầu mình mới tính sám hối còn bây giờ mình chưa thấy mình sai mình ăn đúng mà mình đang tu hành ngon lành mình đang làm việc tốt mà ta nói nặng nó nhẹ mình đau khổ quá vậy nhà mình lại sám hối mình sám hối cái gì mình đâu thấy mình sai đâu mà nó không sai rồi sám hối gì là sám hối cái đúng ha nếu là sám hối cái đúng thì từ nay không còn làm cái đúng sẽ làm cái sai sao vậy thì nếu như chúng ta cảm thấy mình làm đúng cái tất cả mọi lĩnh vực thì cái chỗ mà khi gặp những cái chỗ mà ta nặng nhẹ vui buồn khinh nghị, miệt tất cả các cái thì thầy dạy là cái đoạn khác thầy không có dạy sám hối Thầy nói là phận tu hành cay tay gác mặt lì chịu cay đắng của người sang sớt hay là chỗ khác đó là bá gia mặn lạc mặt tình ai hay là lòng hiền dưới dạng sớm chiều xem kinh niệm phật mỹ miều mặt ai vậy thì khi mình xác định mình là đã làm việc tốt rồi đó thì mỗi vấn đề mà đúng sai được mắt và khen chơi người ta đang nói về mình đó mình không cần quan tâm tới tại vì mình làm đúng mình phải xác định được mình làm đúng đúng theo uh, bác chánh đạo lời nói nè hành động ngôn ngữ tư tưởng và đúng theo cái pháp của đức thầy đang dạy bằng nhiều khía cạnh chúng ta đang xử lý bằng việc gì đó chúng ta cảm thấy nó đúng với chân lý chúng ta không bị phạm vào giới luật không bị phạm vào nhân ngã không bị phạm vào cái uh, tính năng hơn thua với dòng đời không phạm vào sam tham sân si chúng ta đang thực hiện một cái công cuộc đúng đạo lý hết sức nhiệt tình nhưng do mình làm nhiệt tình đúng đạo lý nó bị chinh chạm và gia chạm với mọi người mọi người không hiểu và hiểu lầm mình hoặc giả vấn đề gì đó họ có thể nói này kia nọ là phải hoặc giả là họ hiểu đúng luôn đi nữa nhưng họ không thích mình làm vấn đề đó bởi vì sao vậy bởi vì uh, cái vấn đề là vẫn có một trường hợp đó kẻ xa xôi thì từ dân chẳng tới người láng riền tiếng kệ nhầm tay vẫn có trường hợp là đôi khi á là cái người thân cận lại không thích mặc dù mình làm những việc tốt hay là không tốt chúng chỉ là cái nghiệp đã vậy còn những người không cần biết người ta vẫn thích mình dù mình làm việc như thế nào thì nó nó đã là cái nghiệp thì ngay lúc này chúng ta đã xác định được mình đã làm một cái việc đúng là tốt lành rồi thì không cần phải suy nghĩ tới vấn đề là cần phải sám hối hay là không sám hối sau khi gặp phải những trường hợp trái tay gai mắt đem đến cho mình đau lòng và nó đúng hơn là cũng không cần phải đau lòng không cần phải mệt mỏi tại sao vậy là chúng ta đã cảm thấy mình làm đúng ngoại trừ khi mà mình suy xét lại đó cái đoạn này nó là khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mà suy xét lại mình thấy đó là cái thói hư tật xấu của mình á ờ ừ, thì mình nên sửa còn nếu đó không phải là thói hư tật xấu đó thì cũng không cần phải vấn đề gì phải lo thì vấn đề này đâu cần phải sám hối nếu mình là một cái người đúng mà nếu như mình là người đúng rồi đó thì cũng không cần phải buồn không cần phải rơi nước mắt không cần phải lo không cần phải sợ cũng không cần phải gì cả nhưng nếu chúng ta còn bị dính còn bị tất cả các cái chứng tỏ là chúng ta đã có chỗ nào đó sai đôi khi chúng ta khi gì tư thiếu sự sáng suốt khi gì tư thù khi gì lợi kỹ mà mình không phát giác được mình là người sai mình cho là mình đúng vậy thì lúc này mình phải căng vào trong giáo pháp của đức thầy đó hôm nay chúng ta hành động cái cái việc này đó nó đúng đạo lý là ở điểm nào nó không đúng với đạo lý là ở điểm nào nó hợp với môi trường của cuộc sống nào trong xã hội về nhân đạo về phật đạo về tiên đạo hay là về vô đạo nếu nó hợp về vô đạo á thì mình chấp nhận mình là người vô đạo cũng không cần phải buồn vì giống vậy mình là người vô đạo Mình hành động cách nào cũng được Cái cửa nào đó mình cũng không quan trọng Không cần phải lo Nếu về nhân đạo á Thì mình phải cân ra từ chỗ là Hiếu, nghĩa, lễ, trí Và liêm khiết Chứ phải tính nha Hiếu, nghĩa, lễ, trí là liêm khiết Để coi coi chúng ta đang nằm lãnh vực nào Trong đời sống Bởi vì chúng ta là người có đạo Chúng ta sống có đúng với đạo đức, nhân cách, phẩm chất của con người hay không? để xảy ra cho thiên hạ nói tới nói lui bàn xa bàn gần bàn vô bàn ra làm cho mình buồn nếu chúng ta cảm thấy chúng ta đã đúng rồi chúng ta không có gì sợ thì chúng ta không cần phải lo tuy nhiên đừng để cho bản thân mình coi chừng cái ngã và lòng mê mũi của mình dụ dỗ mình cho rằng mình làm như vậy là đúng và nhất là chúng ta là người trong tín đồ của tôn giáo phật giáo và phật giáo hòa hảo thì chúng ta cần phải xét rõ từ yếu tố này nhiều hơn ở cái căn bản của gì của pháp mọi cái cách sống cách làm của mình đó là đi đều đi theo pháp mà tính giống như trong chuyện bên thầy cái thời điểm đức thầy đi tạ lơn cùng với ông biện đài khi đi ngang con suối đức thầy lội qua ở phía dưới nước ông biện đài thấy ở trên cái cái con suối có cái cây nó ngã ngang im quá ông đi trên cây đi qua thì đức thầy liền quay lại nói với ông á một câu nói cảnh tỉnh toàn viện thầy nói là thầy đi đằng nào là trò phải đi đằng nấy từ đây về sau cấm trò không được đi như vậy đôi khi lúc này cái nhận định của mình là đúng đó nhận định của mình là đúng bởi vì sao bởi vì con đường là nếu đi ngang nước là ướt dò dơ đồ đi trên khô là im mà thầy không chịu đi thầy đi đi ở dưới rồi ví dụ sau này không có thầy mình sẽ lựa con đường nào đi im ấm cho bản thân mình toàn diện cho bản thân mình và đôi khi con đường nó đi rời cái giáo pháp của đức thầy mình cũng chấp nhận đi mặc dù mình là người tín đồ của thầy ví dụ mình là tín đồ của thầy nhưng mà cái có cái một cái lập trình con đường nào đó vừa im ấm cho bản thân mình mình vẫn còn nằm trong cái danh thể là tín đồ nhưng mình đi con đường khác vẫn có được im ấm mình vẫn đi thì vấn đề này nó hơi nguy hiểm trong tính năng cho nên thầy mới nói là thầy đi đằng nào thì trò phải đi ở đằng ấy cho nên khi chúng ta xác định cái điểm căn bản của cái từ sám hối là chúng ta phải xác định mục đích mình sai ở góc độ nào sai góc độ nào phải suy si cho kỹ nghĩ cho tường lường cho nó đúng ở điểm này được quyền ngồi trầm tư suy si gẫm ở mọi khía cạnh sau khi câu nói hành động của mình hoặc là sau khi câu nói hành động của mọi người đến với mình. Nếu sau khi câu nói hành động của mọi người đến với mình và mình đến với mọi người, cảm thấy nó có gì đó không được hài hòa và thoải mái, hãy liền đặt suy nghĩ lại. Thì chúng ta sẽ thấy được cái ưu điểm và khuyết điểm và bắt đầu ngay sau đó là cái vấn đề là sám hối hình thành tức là tự mình cảm thấy đó là sai nói một lời nói dễ nghe và sẵn sàng buông bỏ không nói nữa tự mình cảm thấy cái quan niệm suy nghĩ của mình như vậy là sai đối với người khác chúng ta thường có một cái thông lệ mình hay thích đặt cái người khác vào trong cái dòng suy nghĩ của mình rồi gán cho người đó một cái bối cảnh giống như sự suy nghĩ của mình và đẩy ra cho người đó vào một cái tình huống trong suy nghĩ của mình và mình thành lập một cái cấu trình đó để theo dõi và nhìn nhận vấn đề đó cái người đó chưa có sai mặc dù họ có sai cũng là việc làm của họ mà cái sai đầu tiên ở chỗ là chúng ta đang dính vào chỗ là chúng ta đã đẩy mình vào cái 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 sai trước ở lãnh dịch đó cái chỗ sám hối là khi mình phát hiện được mình sai từ góc độ nào của thân nghiệp thân mình á phạm vào những cái gì có sát sanh đạo tạc tài dâm không? Ờ không Về khẩu nghiệp Có phạm vào lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, giọng ngữ hay không? Thì thông thường đối với cái người đạo á Thì hiếm cái vấn đề được gọi là ác khẩu Nhưng mà nó dễ vấn đề được gọi là giọng ngữ Và đôi khi á Hiếm cái vấn đề được gọi là lưỡng thiệt Nhưng mà đôi khi nó dễ vấn đề ý ngôn ý ngôn tức là ý mình lớn mình hay mình giỏi mình bự mình mạnh mình ông mình cha mình bà mình chú mình là cái người này người kia mình muốn nói là nói muốn sao là sao phán sống là sống phán chết là chết theo cái quyền quyết định của mình rồi có thể đó ác khẩu nó cũng đã hiếm nhưng mà về vấn đề lưỡng thiệt nó cũng có tức là đến người này thì dùng lời tha thiết thương thì cho gọi cho giọt ghét cho ngọt cho bùi bản thân mình tạo gây ra với kẻ kia đâm thọc cho gây tìm cách nào đó mình nói đầu này rồi nói đầu kia nói đầu nọ làm cho bối cảnh nó trở nên xáo trộn nó cũng có thì cái xác định của cái từ sám hối đó là không phải là chúng ta lại phật lại liên tục năm ba trăm lại năm ba ngàn lại mà cái xác định kỹ là chúng ta xác định mình phải sai chỗ nào trước nhất trước nhất và sao sở dĩ mà người ta quyết định sám hối đó là gì mình đã xác định mình sai rồi quyết định bỏ rồi nhưng mà vốn với cái thói quen của cái 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 tập quán nghiệp à, tập quán nghiệp mình có cái thói quen và cái thói quen đó nó ăn sâu vào tư tưởng của mình bây giờ quyết định sám hối cái thói quen đó thói quen đó là mình đã thấy thói quen mình mình biết cái đó là sai nhưng mình bỏ không có được <laughs> <Đúng> không? <laughs> giống như có cái câu chuyện ở quê đơn giản thôi à, hai anh em nó đi ruộng nó đi uh, mò cua bắt ốc với nhau mà cái cái uh, thằng anh đó nó nó tính nó nóng còn cái thằng nhỏ đó, đi ra đồng nó không nghe nó đè xuống nó quấn thằng nhỏ khóc dậy bầu trời đất chạy vào nhà nhỏ chạy vào nhà mép ba mẹ ba mẹ kêu vô hỏi sao mà quýt em ở dưới hả nó nói, con xin lỗi ba mẹ con có tính nóng quá con dần không được <laughs> làm thế là quyết liệt <laughs> đúng không nó cũng biết nó có tính nóng nó dần không được nó sẵn sàng trên lỗi thì sở dĩ người ta có những trường hợp sám hối mà chưa xác định được cái lỗi trong hiện tại mà sẵn sàng sám hối là ta sám hối cái cái thể tánh nghiệp của mình nó đã, đã có trong tham trong trong sân trong, trong, trong si trong tất cả các tạp nghiệp mình hình thành ví dụ giờ mình có cái thói quen là đơn giản đi thích nói chuyện người khác không nói là không được nghe là nói liền và hôm mà chuyện của ai hôm bắt đầu nói là mình lại nghe nghe rồi đem nói chỗ khác không cần biết vậy là đúng hay sai nói thí thí đi rồi tính nó cũng là một tính chất nghiệp vậy thì ngay cái tính chất nếu mình biết đó là điều không tốt điều kiện đầu tiên mình biết đó là sai á mình bỏ không được á mình mới bắt đầu sám hối. Còn này mình không biết đó là sai và không quyết định bỏ thì cái sám hối là mục đích gì? Sám hối sám hối ở đâu? Sám hối chỗ nào? Cho nên á muốn hoàn thiện cái chỗ á mình có hết tội hay không, không phải là chúng ta lại bao nhiêu lại, không phải là chúng ta ăn chay bao nhiêu lần, cúng bao nhiêu cây nhang, đến bao nhiêu ngôi chùa, đi bao nhiêu núi mà chúng ta phải xác định là chúng ta sai từ góc độ nào và cái sai đó nó thuộc về trong cái bối cảnh hiện tại hay là tính chất của tập quán nghiệp hình thành để chúng ta cải thiện đó nếu chúng ta không thấy đó là tính chất của hiện tại hay là tính chất của tập quán nghiệp hình thành thì tất cả mọi cái công chúng ta làm đó nó cũng giống như công giả tràng vậy bây giờ mình cầm cái dao thiệt là bén đúng không mình cầm cái dao thiệt là bén mà trước mặt của mình đó là cái cây rừng và đám cỏ mình không có chặt à tô phù mình chặt lúa không <laughs> chặt cây ăn trái mình chặt hết chặt rồi sao thấy trống lỏng thì tiếp tục trồng lại trồng lên rồi chặt nữa chặt nữa rồi trồng lại trồng lấy rồi chặt nữa chúng ta lại quá chèn lại nhưng mà cuối cùng rồi đó và sau khi đó bắt đầu là tiếp cảnh chúng ta vẫn sanh tâm chúng ta vẫn nói vẫn làm y như cũ kết quả đầu chúng ta tiếp tục lại rồi nói vẫn làm y như cũ vì thì cái tính năng của cái sám hối này nó không bù bổ gì cho được cái 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 vấn đề mà 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 xử lý trong hiện tại là do từ đâu là do chúng ta không phát hiện cái góc mình cần chặt là chỗ nào chúng ta dơ và hư không và những điểm không cần chặt chúng ta chặt quá chèn chặt trong lúc lại đó chúng ta cũng chưa xác định được mình lại cho cái nào lại cho cái cái mục tiêu nào sám hối cho cái góc độ nào cũng chưa xác định được Vậy thì chẳng khác nào giống như chúng ta bắn vào hư không mà không có vị trí để quỷ diệt. Mục đích của sám hối là quỷ diệt mọi tính năng bất thiện. Mà chúng ta thực hiện tất cả các cái cái công năng của mình quá nhiều. Nhưng mà không quỷ diệt được là vì chúng ta không có nhắm rõ mục tiêu. Vậy thì cái cần hiện nay thì chúng ta cần phải nhắm rõ mục tiêu. Từ cái căn bản của nó bắt đầu từ cái tiến trình được gọi là tham, sân và si. Lý nghiệp những thói quen của cuộc sống như là thân nghiệp sát sanh đạo tạc tài dâm thì trong tính trong tất cả các người tu thì tính năng này có thể nó giảm chế được 80 90 phần trăm cho mọi cái người hiểu đạo cái tính năng được gọi là lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu dòng ngữ đó tương đối có thể nó giảm được 50 phần trăm nếu tầm nhìn chung nhưng mà còn tính năng tham săn và si đó là đa số nó giảm chưa được 20%. Bởi vì chúng ta chưa xác định được khi mình sanh tâm và khởi tâm đó, nó là tâm thiện hay là tâm ác. Và chúng ta đôi khi vô tình là trưởng dưỡng cái tâm bất thiện nữa. Ví dụ như mình lập luận một cái cốt truyện, một số những từ ngữ lời lẽ để chuẩn bị đối kháng, đối lập với mọi người. Thì là chúng ta vô tình đang trưởng dưỡng cho cái phiền não, chúng ta đang toan tính về mọi vấn đề được mắc hơn thua trong cuộc sống bản thân mình và có tính cách đó là tìm đủ mọi cách để đem tất cả các vật chất về cho mình. Và chúng ta vô tình trưởng dưỡng cái tâm, cái tâm tham lam. Rồi chúng ta đang bắt đầu theo cái sở thích cá nhân của mình, cái gì mình cũng thích và cũng thích tìm tòi để đem về cho bản thân mình để có với mọi người để này kia nọ thì chúng ta vô tình trưởng dưỡng cho cái ở cái tư tưởng Messi đôi khi chúng ta vô tình trưởng dưỡng rất là nhiều mà chúng ta lại không phát giác được vậy thì cái tính năng của tu tập sở dĩ nó không có được thành tựu lớn lao là do một vài yếu tố căn bản là chúng ta chưa phát hiện được mình sai ở góc độ nào và cần phải sửa từ đâu À, cái câu bản thân đại biên giác ngộ và cảm nhận được rất là sâu sắc trong giáo pháp của Đức Thầy ở chỗ là Thầy nói là tu với tỉnh biết làm chẳng khó. Mình sẽ không nói cái câu thứ hai, chúng ta nói câu trên thôi. Thầy đã nói là biết làm thì không có khó. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn thấy nó khó là do chúng ta không có biết làm. Thực tế, không biết làm mới thấy nó khó. Lý do tại sao? Là vì chúng ta đang làm chịch với cái tiêu chí và cái góc độ mà chúng ta đang thấy, đang nghe và đang biết. Chúng ta rõ ràng là chúng ta chưa có thấy biết một cách rất là rõ, chúng ta chưa thấy. Ví dụ hôm nay đi. Khi mình á thấy được một cái sai của mình. Biết được một cái yếu của mình. Sai góc độ nào giống như cái căn nhà hay là một miếng ruộng hay là một cái cơ sở chương trình gì đó. Chúng ta thấy cái điều phiết ở chỗ đâu? chúng ta chỉ cần sửa ngay chỗ đó dù nó có tốn nhân lực hơi nhiều và nó có thêm như vậy đó là hơi cái số lượng đông tiền bạc này cái nọ nhưng mà chỉ là có một trọng tâm đây đó thôi nó cũng không có lỗ lại cho mấy nếu như một cái công ty mỗi khi mưa dột không biết nước mưa dột từ đâu sẵn sàng đập cái công ty đó ra rồi xây lại công ty mới sau quá 3 4 tháng tiếp tục dột nữa, đập rồi xây lại nữa, cái vốn nó lớn mà không biết hư chỗ nào. Cái cách sống của con người mình, cái tâm của mình nó rất là rộng lớn mênh mông. Điểm sai của nó chỉ có một vài điểm nào đó và một số điểm nào khi nó xuất phát. Chứ không phải hoàn toàn là sai toàn dạng cả cái tâm cả một kiếp người. là nhất định một lần mình giết mình mà đầu thai trở lại là mình có cái sửa mới không có gì đó. Chúng ta chỉ cần thấy được những cái điểm khuyết từ ở chỗ trong thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp của mình và trong thất tình lục dục trong uh, lục căn và lục trần trong uh, ngũ quẩn để chúng ta thấy từng điểm nét mình sót cái chỗ nào chúng ta hình thành chỗ đó và chúng ta sửa ngay chỗ đó thì coi là biết làm chẳng khó và nếu cảm thấy ngay hiện tại mình sửa không không có được hoàn thiện lâu rồi mà chưa có được quyền sám hối kê ngay cái mục tiêu đó mà mình lại sám hối thì cái mục tiêu về chương trình sám hối này đó nó sẽ có ý nghĩa cho nên khi hai cái từ mà đức thầy nó là chữ tự hối nào đâu có lạ là ăn năn cải sửa tánh lành là hai từ tự hối người ta mới đưa lên cái câu chuyện của anh chàng là nguyễn binh quyền ha là cái người là theo cái nghề của cha mình dạy là sống bằng cái nghề đó là câu hạt để để bán tức là bảy hạt này để, để để làm cuộc sống nhưng vì lòng tham của anh thay vì uh, cha anh dặn là một ngày bảy hai con anh quyết định anh bảy hết trơn một bầy và cuối cùng tính năng của nhân quả khiến anh từ một con người biến thành lại con hạt và sau cùng cái bảy còn lại không chính con hạt nào đó anh lại dậm phải chính cái bẫy của mình và cuối cùng anh cảm thấy lo sợ và sự lo sợ càng ngày càng lớn hơn cảm thấy nhớ lại tất cả các hành động của mình bẫy từng con hạt sự lo sợ đau khổ nó cũng giống như mình anh sanh thanh anh sám hối biết được cái sai của mình và không muốn làm điều đó bởi vì mình nói giống nhau đều là sợ như nhau tự nhiên anh thoát cái nghiệp trở thành một con người trở lại mặc dù câu chuyện này nó mang tính chất là hơi giả tưởng một tí nhưng nó cho chúng ta thấy rằng đó là nếu như từ một con người chúng ta không thấy mình sai mình sẵn sàng làm theo cái sở dục và bản năng của mình hung hăng đấu đá thì cũng chẳng khác nào là mạnh thú. Nhưng khi hiểu được tính sai của mình đó buông bỏ tất cả tính năng hung hăng đấu đá thì tự nhiên mình sẽ trở lại con người và là tự hối. Vậy thì hai cái từ sám hối nó có được thành công hay không là nó phải bắt đầu từ một cái tính năng đầu tiên Đó là mình phải phát hiện mình là sai từ góc độ nào và sai từ chỗ nào, chúng ta sám hối ngay chỗ đó. Và đây là mình phải thấy mình sai thực tại nha chứ phải không phải là bằng cái uh, suy nghĩ hay là phải bằng cái uh, đo lường thi thí, không phải vậy. Mình sai từ chỗ nào? Ví dụ giờ mình nóng quá nóng mình nói nặng nó nhẹ ta có sai không? Ờ có. Rồi giờ mình lúc giận quá giận đó mình có những câu nói hành động thô lỗ có sai không Đã có rồi những cái tạp tánh của mình đó. lặt vặt trong cái tạp tánh á đủ thứ tất cả các cái tạp tánh á được gọi là là không dừng được cái khẩu nghiệp đó có thể vì vô tình cái vấn đề nói nhiều của mình làm cho người khác vui và buồn mặc dù đây là chủ ý không phải nơi mình muốn tại vì nói nhiều thôi nghe rồi giữ không được đi nói người khác nghe vô tình bị buồn Vậy thì có sai không? Cũng là những cái lỗi lầm Chỉ cần những hành động việc nào của mình làm Mà nó rơi vào tình huống của tính chất là Không phải trí tuệ Không phải từ bi Không phải bằng sự bao dung rộng lượng Mà chỉ là những cái tạp tánh tạp nghiệp Mà đem những cái phiền tối cho người khác Thì gần như là chúng ta thấy điều có gọi là sai Thì tất cả đều cần phải Ừ, xám hối nếu phát hiện cái góc độ đó xa là xám hối ngay cái góc độ đó xám hỏi ngay góc độ được gọi là ừ tạp tánh xám hối ngay góc độ được gọi đó là, là những cái tính năng của uh, mê lầm xám hối ngay góc độ được gọi là tích lũy nghiệp mình giống như có cái nghiệp mê nhiều đời nhiều kiếp đi giống như là nó đơn giản là nó uh, cái gì đó nó là lạ uh, tu cũng giỏi lắm siêng năng cũng dữ lắm cái gì cũng giỏi chân mà lại thích trang điểm thích lò lẹt niệm phật rất là siêng nhưng mà nó phải lò lẹt một tí mới được nó cũng là những tính chất của nghiệp là do trong nhiều kiếp trước biết đâu mình là những cái người giàu sang đầy đủ tiền của mình sống trong lò lẹt nhưng mà mình cũng thích tu hành Ở kiếp này trong môi trường sống hiện tại mình không thể nào sống trong cái chỗ được gọi là kham khổ ăn bằng được thì nó cũng là tích nghiệp tới lý nghiệp và giả dụ như mình cũng tu hành tốt lành đàng hoàng nhưng đời sống mình bị thiếu thốn tất cả các cái nhưng mà hiện tại là do đây mình không biết từ đâu vậy là biết đâu trong cái kiếp trước mình cũng là cái người trong chuột cuộc sống đầy đủ tiền của mà mình lại vô tình phung phí mình quá ý lợi vào mặt vật chất và phung phí cuối cùng mình bị mất cái phước về vật chất tất cả nó đều có có cái nhân và hình thành của cái quả vậy thì chúng ta từ xác định ở những cái vị trí khác nhau trong cái cuộc sống của mình á không tính người khác nha chúng ta đang bàn bây giờ là trong cái nhìn cái biết của bản thân của mình và mỗi người chứ cái cái của thiên hạ không có bàn và mình chỉ nhìn bản thân mình sai từ góc độ nào mình sám hối ngay góc độ đó thì cái sám hối này có ý nghĩa và có giá trị và cái sám hối này đó nó có sự thành công và sám hối này đó nó có sự tốt lành là bởi vì sao vậy là vì sau khi trước sau khi trước khi sám hối đó là mình đã thấy được cái sai của mình rồi đã thấy được những cái điểm khuyết của mình rồi đã thấy những cái là mình dính phải rồi mình mới sám hối chứ không phải là mình sám hối thứ thí buồn quá hay lại mục tiêu lại thôi là gì chúng ta có thể nói thêm vì cung kính phật tất cả các cái nhưng mà bản thân mình chúng ta từng nghe cái câu chuyện hôm trước để biên có kể cái câu chuyện được gọi là ông hai lương ông vẫn không được ông cứ đa trước về cõi tiên là do còn tánh nóng chúng ta từng nghe cái câu chuyện nói về ông sư bá nhẫn ông thực hiện cái hành nhẫn để tu tập nhưng kết quả đó là ông vẫn không nhẫn được để phải bóp chết mấy con quạ trên đầu là do bồ tát hiện thân để để thử vậy thì cái chúng ta cần hiện nay là chúng ta đang cần thực hiện những yếu tố nào cái mình cần là mình tập trung cho những cái sai sót của mình từ thân khẩu và ý và khi chúng ta thấy được những nét sai sót nó trọn vẹn đó chúng ta quyết định làm thì tính năng của sám hối hình thành khi chúng ta thấy mình sai sót trọn vẹn là đã có sự thấy biết cái sai và quyết định tự mình sám hối chính cái sai lầm của mình và sám hối trước phật và mạnh dạng hơn đó là mình sám hối trước với cái người mình đã từng vi phạm đến họ thì cái sám hối này đó nó có ý nghĩa toàn diện của sự tốt lành còn nếu như chúng ta không có xác định được mình sai ở cái góc độ nào không thấy được yếu tố mình sai từ vị trí nào chúng ta chỉ nói u tôi có lỗi quá tôi xin lỗi bỏ qua nghe nhưng thật chất cái vấn đề đó là càng đau lòng hơn mình miệng mình có xin lỗi có bỏ qua nhưng trong tâm mình nó không có hài lòng nó không có chấp nhận nó không có được gọi gì nó không có, có có có, thoải mái xin lỗi thì chẳng qua cho qua chuông thôi chứ thật chất là nó còn vẫn còn những cái điều bút mắt và thoát thác mình nếu còn như vậy đó bản thân mình chưa gỡ được cho mình thì, thì tiếp tục đó nó sẽ dễ đẩy vào con đường tiếp tục rơi vào chỗ nghiệp thêm cho nên muốn hoàn thiện cái chỗ mà Đức Thầy nói là chữ tự hối nào ai có lạ hay đúng với quy trình là sám hối mà Đức Thầy dạy hàng ngày đó. Thì mỗi một ngày chúng ta cần phải xác định được lời nói, hành động, tư tưởng của mình nhiều hơn. Và lấy theo cái đạo lý mà căng đo vào nó để chúng ta có được những cái la bàn kim chỉ rõ ràng để chúng ta tự cải thiện chính bản thân mình. Chứ nếu không, coi chừng là chúng ta không biết mình bỏ công trong cái việc sám hối là sám hối về cái gì tại sao mình lại quá chàng lại cũng quá chàng cũng khóc quá chàng khúc nhưng mà kết quả đó là cái nghiệp không hết là do chúng ta lại sai lầm trong lập trình của sám hối hay đến đây uh, chia sẻ bao nhiêu nếu có gì thắc mắc thêm thì uh, mọi người cứ việc là mình đặt hỏi thêm nè đến đây xin chức lời nam mô a di đà phật